Vâng, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đường Hai Chiều. Bằng một cách thần kỳ nào đấy thì bất kỳ khi nào mà Đường Hai Chiều lên một video liên quan đến VinFast hay là những cái mẫu xe VF thì bọn mình luôn bị gọi là những thằng ăn tiền. Mà không biết chính xác là Vin trả tiền bọn mình vào lúc nào, có thể là sẽ về hỏi anh Huy. Nhưng ngày hôm nay thì bọn mình sẽ review chiếc VF5 ở đây, và để chứng minh các bạn là không ăn tiền ấy thì mình xin mời bạn chủ xe, mời em vào đây. Chào bạn. Đây xin chào các bạn. Minh, đây là chủ xe, và ngay bây giờ bọn mình sẽ thực hiện cái nghi thức là bóc ni lông khai trương xe mới. Bắt đầu thôi. Trông như cái bọc nho nhỉ. Rồi, mục bóc tem xong rồi. Bây giờ có lẽ chúng ta sẽ đến với cả chủ đề chính ngày hôm nay, review chiếc xe này xem là trải nghiệm của nó mang lại ra làm sao. Có lẽ đây là một trong những cái chiếc xe mới nhất mà Đường Hai Chiều được review rồi. Chiếc xe vừa mới bóc tem luôn. Xong rồi, ra đi. Mới ướt mồ hôi, đang đẹp trai ướt át. Kinh vãi. Khi mà chiếc VF5 được ra mắt thì Đường Hai Chiều cũng đã có một cái video chia sẻ nhanh với các bạn về nội ngoại thất cũng như là những cái trang bị của nó thì có cái gì rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái chiếc xe chạy được. Thế cho nên là mình nghĩ cái video ngày hôm nay nội dung chính mình sẽ tập trung vào cái hiệu năng của nó, cái khả năng vận hành của nó ra làm sao thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi qua rất là nhanh và một vài những cái điểm mình thích và không thích ở nội ngoại thất trên chiếc VF5. Cái đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ có một cái trang bị là đèn halogen. Đây là một cái điểm mà cá nhân mình thì mình sẽ cảm thấy hơi đáng tiếc một tí, bởi vì xe hạng A bây giờ thì cũng đang trang bị đèn LED rồi. VF5 thì trang bị đèn halogen thì khi mà chúng ta sử dụng thì một là các bạn sẽ phải thay thế một cái hệ thống đèn khác, sử dụng nó thoải mái hơn. Nếu như mà có zin thì mình nghĩ là người dùng cũng sẽ thích hơn, đúng không? Nó cũng không đáng nhiều tiền lắm. Nói về ngoại hình thì mình nghĩ sẽ có một cái điểm cộng sáng nhất ở trên VF5, đấy là về cái phần mâm xe. Mâm xe ở đây chúng ta sẽ có mâm là 17 inch. Cái xe hạng A mà mâm 17 inch ấy, thực ra là nó không nhiều đâu. Và với cái thiết kế của xe bây giờ, nhiều khi các bạn nhìn vào những cái dòng xe kiểu hạng A, hạng B, các bạn thấy thiết kế của nó không đẹp. Nhiều khi thiết kế của nó không phải không đẹp đâu, mà là do cái mâm nó bị bé quá. Nhưng mà ở trên VF5 chúng ta sẽ có một cái mâm to. Và cái này là một trong những cái điểm lớn nhất để làm cho ngoại hình của VF5 thực sự là rất cân đối và rất đẹp. Không nói về câu chuyện là tiết kiệm hay là sóc hay là ồn hay thế nào đâu nhá, nhưng mà riêng về mắt nhìn thì cái mâm 17 inch này là một trong những cái điểm mà mình phải đánh giá rất cao ở trên ngoại hình của chiếc VF5. Khi mà các bạn nhìn vào tổng thể của chiếc xe, các bạn sẽ thấy là cái phần bánh sau ấy sẽ được đặt rất là sát vào đuôi xe. Và nếu như mà để một cái phần mâm nhỏ ở đây thì thực sự là nhìn nó rất là bất hợp lý. Và mình nghĩ là VinFast họ rất là thông minh khi mà họ trang bị cho một cái phần mâm như thế này. Thiết kế đuôi xe của VF5 thì về cơ bản là nhìn nó đơn giản, nhưng mà mình nghĩ là nó đủ để gây ấn tượng. Mình khá thích cái thiết kế kiểu như thế này. Nó không phải là một cái gì đấy nó quá là cầu kỳ, nhưng mà khi mà các bạn nhìn thấy chiếc VF5 này ở trên đường ấy, thì các bạn sẽ nhận ra nó ngay. Thực ra là cái giải đỏ đỏ mà các bạn nhìn thấy ngang xe này thì nó không phải đèn LED đâu, nó chỉ là một cái giải như vậy thôi. Cái này thì mình nghĩ là sau này chắc là nhiều anh em như kiểu anh chủ xe cũng có ý định là muốn độ thêm một cái giải LED ở đây, nhìn cho nó đặc trưng hơn và nhìn nó cũng nổi bật hơn. Toàn bộ cái phần đèn hậu của chiếc xe thì nó nằm ở phía dưới này. Đây là một cái câu chuyện mà mình đã nói nhiều ở trên những dòng xe, ví dụ như kiểu là Hyundai chẳng hạn, thì họ để đèn nó hơi thấp thì đôi khi là nó sẽ ảnh hưởng một chút đến cái tầm nhìn của người phía sau. Khi mà chúng ta xi nhan hay là chúng ta phanh ấy, thì bị khuất mất tầm nhìn và người đằng sau thì có thể là sẽ không phản ứng kịp. Đến phần cốp xe thì ở đây chúng ta sẽ có một cái dung tích cốp là khoảng 260 lít, thì đây là một cái con số mình nghĩ là nó trung bình, nó hợp lý so với cả một cái chiếc xe hạng A. Các bạn nhìn những cái dòng xe hạng A trên thị trường thì cái dung tích cốp thì nó cũng chỉ là như thế này thôi. Nói về cái việc sử dụng trong đô thị thì không có gì để phàn nàn cả. Cái cảm giác đóng cốp xuống thì nó cũng khá là nặng, cốp nặng, đóng chắc phết đấy. Ở phía sau đây thì chúng ta sẽ có camera lùi này và 4 cảm biến lùi ở phía đằng sau. Cái này thì chắc chắn là phải có, từ bây giờ thì không có cam, không có cảm biến thôi. Mình đánh giá cao cái việc có cảm biến, có đủ 4 cảm biến lùi xe nó sẽ yên tâm hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong nội thất của chiếc VF5 này để xem là những cái trang bị của nó bên trong xe thì sẽ có những cái gì nhá.
Những video trước mình đã chia sẻ với các bạn thực ra là cũng khá nhiều về nội thất của VF5 rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó tương đối là đơn giản, bởi vì đây là một cái chiếc xe mình nghĩ là với cái nhu cầu sử dụng thì không đòi hỏi quá nhiều. Nhưng mình nghĩ là những cái trang bị này là vừa đủ để sử dụng. Thứ nhất là ở phía đằng sau vô lăng chúng ta sẽ có một cái phần màn hình khoảng 7 inch. Và cái màn hình này thì cái thông tin nó hiển thị cho chúng ta ấy là vừa đủ. Tất nhiên là các bạn sẽ muốn một cái màn hình to hơn để nhìn được các thứ nó to hơn. Nhưng mà với một cái chiếc xe nhỏ nhỏ như này thì những cái thông tin hiển thị ở trên cái phần màn hình này mình nghĩ là đủ và nó cũng không thiếu gì cả so với cả những cái chiếc xe gọi là cao cấp hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái phần màn hình giải trí trung tâm, nó rơi vào khoảng tầm 8 inch. Ở trên này thì các cái tùy chỉnh, các cái tùy biến của chiếc xe phần lớn là chúng ta sẽ điều khiển ở trên cái phần màn hình này. Trên đây thì chúng ta sẽ điều khiển được những cái chi tiết, ví dụ như là các cái chế độ lái của chiếc xe này. Xe này thì có hai chế độ lái là Sport và Eco này, rồi Regen Brake. Các cái chế độ Regen Brake hay là những cái chi tiết ví dụ như là chế độ di chuyển chậm, tức là kiểu nhấp bàn đạp ga để di chuyển chậm ạ. Cũng như là cái phần setting của chiếc xe, những cái tính năng ví dụ như là cảnh báo điểm mù vân vân thì sẽ đều điều khiển ở trên cái phần màn hình này hết. Và cái thứ hai nữa là cái độ mượt mà của cái phần màn hình này thì là một cái điểm mình đánh giá khá cao. Bởi vì đây là một phần màn hình là nó có rất là nhiều những cái setting nhá, có rất là nhiều những cái tùy chỉnh nhá. Nhưng mà cái thao tác của nó thì mượt, tức là chúng ta sẽ không gặp phải cái tình trạng bị giật, bị trễ và gây ra một cảm giác nó rất là khó chịu. Ở đây thì chúng ta sẽ có một vài những cái tính năng khá hay của VinFast họ đưa lên trên cái chiếc VF5. Cái thứ nhất là chiếc xe này vẫn sẽ có trợ lý ảo VV, tức là các bạn có thể gọi là Hey VinFast. Đó, và xe nó đã lên trợ lý ảo rồi ạ. Cái thứ hai nữa là nó sẽ có một vài những cái tính năng ví dụ như là cảnh báo tốc độ. Ví dụ các bạn set ở một cái mức là 120 km/h, nếu như các bạn chạy quá cái tốc độ đó, cái chiếc xe nó sẽ có những cái cảnh báo để các bạn tránh cái việc là đi quá cái tốc độ cho phép và bị bật tốc độ. Nhưng mà cái này thì nó sẽ không theo kiểu mấy cái phần mềm bên thứ ba là cảnh báo theo bản đồ đâu các bạn, mà nó sẽ chỉ là một cái chế độ để chúng ta có thể tự set lên mà thôi. Thường thì mình nghĩ là ở Việt Nam mà chúng ta cứ set là 120, vì hay đi cao tốc 120, đi quá 120 thì sẽ bị cảnh báo, giống như kiểu mấy cái xe Nhật ấy, thì nó hay như thế. Ở phía dưới màn hình chúng ta sẽ có một cái kiểu gió điều hòa chính giữa rất là to. Và ở đây thì phía dưới nữa sẽ có ba nút rất là cơ bản, một là nút hazard cảnh báo nguy hiểm này, hai là nút đề xe khởi động xe, và ba là cái nút để khóa cửa. Thực ra cái nút khóa cửa này thì nó sẽ có một cái đèn ở đây để chúng ta biết được là khi nào mà cửa đang khóa hay là không bị khóa. Nhưng mà cái đèn này thì nó hơi tối, có nghĩa là khi mà chúng ta đi vào ban ngày ấy, thì rất là khó để cái mắt bình thường có thể nhìn được xem là cái đèn nó đang sáng hay là nó đang không sáng, để chúng ta biết được là cái cửa đang khóa hay là đang mở. Thực ra đây là một cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà đôi khi là nó sẽ gây ra rắc rối khi mà các bạn có những người ngồi đằng sau bảo là mở cửa đi, nhưng mà thực ra mình không biết là mình đang khóa hay không. Bên đây thì chúng ta sẽ có bốn kính cửa kính xuống tự động, nhưng mà lên thì không tự động. Và cái phần vô lăng ở đây thì chúng ta sẽ có những cái chi tiết rất là cơ bản. Thứ nhất là chúng ta sẽ có điều chỉnh âm lượng và chuyển bài hát, cái này chắc chắn là phải có rồi này. Và ngoài ra sẽ có thêm một cái tính năng là cruise control, để cho khi chúng ta đi đường trường, chúng ta đi cao tốc thì chúng ta có thể sử dụng cái này để nó nhàn hơn. Mặc dù đây là một chiếc xe đô thị mình biết, nhưng mà tất nhiên là kiểu gì chúng ta có ô tô chúng ta cũng sẽ phải lên cao tốc thôi, không thể nào mà tránh được đâu, chắc chắn cái điều đó chắc chắn. Phần cần số, thực ra nói đúng hơn thì là núm số của VF5 thì được thiết kế tương đối là đơn giản, và các bạn sẽ thấy nó giống như là ở trên cái chiếc VF34. Chúng ta sẽ có một cái núm xoay và sẽ không có số P, thay vào đấy chúng ta sẽ chỉ có N, D là đi tiến và R là đi lùi mà thôi. Phanh tay thì phanh tay cơ, cái này là đương nhiên rồi. Nói về cái tiện nghi thì ở đây chúng ta sẽ có một cái cổng sạc tẩu và một cái cổng sạc USB. Cái khu vực cần số này thì ở đây VinFast họ đã làm cho một cái khoảng không. Thực ra cá nhân mình thì mình sẽ thích có thêm một chút cái không gian để đồ ở đây thì sẽ còn tiện dụng hơn nữa. Nhưng mà cái khoảng không như thế này thì trong một số những cái trường hợp nhất định thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó có ích. Ví dụ như các bạn muốn để những cái đồ mà nó to to, các bạn có thể len nó vào đây đó, để thêm một cái cặp tài liệu hay là một cái gì đó chẳng hạn, thì đây sẽ là cái lúc mà những cái khoảng không này nó sẽ có tác dụng. Ở bên cạnh cần số chúng ta sẽ có một cái khay để đồ nhỏ nhỏ và hai cái cup holder thì nó sẽ được, không phải cái này, hai cup holder thì nó sẽ được đặt ở phía đằng sau cái phanh tay, một cái cup holder to và một cup holder bé tùy thuộc theo cái size chai nước, cốc nước mà các bạn muốn để đây. Phần ghế của VF5 thực sự là ngồi rất là êm. Đây là một cái điểm mình phải nói là về cái thiện cảm của mình mới vào ngồi trong xe thì thấy rất là êm, ngồi rất là thích. Và cái phần ghế này nó không bị quá nhỏ.
người chúng ta ngồi xuống cái ghế này sẽ thấy là nó dễ chịu, nó thực sự dễ chịu. Và các bạn thấy vào cái phần đệm, cái phần da, giả da thôi nhưng mà cái phần da và cái phần đệm sờ vào rất là thích. Tuy nhiên thì cái ghế của VF5 ấy, chúng ta sẽ không có cái kiểu lẫy gạt để ngả ghế như bình thường. Và thay vào đấy thì chúng ta sẽ có một cái núm xoay. Và nếu như mà các bạn muốn ngả ghế ra thì các bạn sẽ phải nắm tay vào cái núm này để xoay đó và ngửa người ra. Và cái núm xoay này thực ra thì nó sẽ hơi bị nặng tay một tí ra. Đôi khi là với kiểu chị em ấy, để thao tác vào cái phần ghế này sẽ gặp khó khăn một chút. Thứ nhất là bởi vì nó không phải là một cái setup quen thuộc. Và cái thứ hai là cái độ nặng của nó chắc là phải bấm nhiều thì tay nó lên cơ thì nó mới quen được. Cái kiểu vặn vặn này thì nó giống kiểu cái chiếc Fiat 500 ngày xưa mình đã từng chạy, nó vặn kiểu như này nhưng không phải để ngả ghế. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ra hàng ghế thứ hai để xem là cái không gian của nó thì ra làm sao. Phía đằng sau của VF5 thì nói về không gian thì thực ra là không tệ. Nó rất là không tệ. Cái khoảng chân của chúng ta so với cả ghế trước, đây là cái vị trí mà mình sẽ ngồi lái xe, thì cái khoảng chân của chúng ta ok, khoảng đầu cũng ổn. Tuy chỉ có điểm là cái thứ nhất là cái lưng ghế này nó sẽ hơi bị dựng quá. Tất cả những cái dòng xe như này thì đều phải như thế thôi, để họ hy sinh một chút về cái cảm giác người ngồi hàng ghế thứ hai, để họ lấy cái không gian cốp ở phía sau. Chúng ta sẽ có một không gian cốp nó rộng hơn. Cái thứ hai nữa là cái phần sàn xe. Nếu như các bạn ngồi lên, các bạn sẽ thấy là cái sàn xe của VF5 ấy, cái hàng ghế thứ hai nó sẽ cao hơn cái hàng ghế thứ nhất. Cái cảm giác giống như là chúng ta ngồi lên những cái chiếc xe kiểu SUV ấy. Và cái điều đấy nó sẽ làm cho cái tư thế ngồi của chúng ta, chân nó sẽ bị co và đầu gối nó sẽ cao hơn một chút. Để nói là thực sự thoải mái với hàng ghế thứ hai trên VF5, với một cái quãng đường xa rồi các bạn đi về quê 60-70 cây số thì mình nghĩ là cũng không phải quá thoải mái đâu. Nhưng mà nếu như mà nói là để ngồi trong đô thị thì ngồi rất ok. Và hai nữa là ghế êm, ngồi rất thích cái phần lưng ghế ở hàng ghế hai này, ngồi nó rất là êm mềm, ngồi nó chìm lưng xuống. Tất nhiên là khi mà chúng ta mua cái xe hạng A ấy, không thể nào mà chúng ta sẽ kỳ vọng là nó sẽ phải thoải mái cho cả 5 người được, cái điều đấy là chắc chắn rồi. Nhưng mà ít nhất là với VF5 thì chúng ta sẽ có một cái phần ghế ngồi thoải mái dễ chịu. Nói về tiện nghi ở hàng 2 thì cũng chẳng có gì nhiều đâu. Cup holder chúng ta sẽ share với cả hai người ngồi trước và có thêm một cái cổng sạc USB ở phía dưới đây. Nghĩ là thế này là đủ rồi, cũng không cần đòi hỏi quá nhiều gì ở trên một cái chiếc xe hạng A như thế này. Trước khi nói về trải nghiệm lái của VF5 thì mình sẽ phải nói qua một chút về thông số cũng như là về cái con số động cơ nó sinh ra. Thực ra thì đây là một cái khối động cơ sinh ra khoảng 134 mã lực. Nhưng mà theo như mình tìm hiểu thì nó sẽ không phải là cái động cơ sử dụng chung như là ở trên cái chiếc VF E34. Nó là một cái động cơ khác. Và cái chiếc xe này thì nó là xe điện. Và các bạn biết là xe điện thì lúc nào nó cũng sẽ có xu hướng là nặng hơn xe xăng khá khá. Chiếc xe này thì như mình nhớ không nhầm nó nặng khoảng hơn 1,3 tấn. Nếu như mà so với xe hạng A thì chắc chắn nó nặng hơn rất nhiều rồi. Nó phải nặng tương đương một chiếc xe hạng C, và thậm chí là nó còn nặng hơn một chiếc Mazda 3. Đó, một cái chiếc xe nặng. Vậy thì 134 mã lực liệu có đủ không? Thực ra thì khi mà các bạn trải nghiệm một cái chiếc xe điện đấy, lúc nào các bạn cũng sẽ có những cái sự thích thú ban đầu. Bởi vì cái khối động cơ điện thì nó sẽ sinh ra cái moment xoắn cực đại ngay từ cái thời điểm mà chúng ta đạp chân ga. Nên là các bạn sẽ cảm thấy được một cái sự linh hoạt, một cái sức kéo rất là tốt đến từ chiếc xe. Và với cái chiếc VF5 thì mình nghĩ là nếu như mà để nói về nhu cầu sử dụng hàng ngày ở trong đô thị trên một cái phương diện là một chiếc xe đô thị thì cái chiếc xe này đang thể hiện rất tốt. Xe điện thực ra nó sinh ra để dành cho đi đô thị các bạn. Bởi vì là cái sự nhanh nhẹn của nó, cái sự nhanh nhạy của nó, mỗi khi mà chúng ta đạp chân ga xuống thôi cái chiếc xe nó sẽ vút đi với một cái gia tốc nó rất là tốt. Đặc biệt là ở trong những cái tình huống mà các bạn cần vượt xe ở trong những cái giải tốc độ không phải quá lớn, nó loanh quanh khoảng tầm 50 thậm chí là 60 km/h đổ ngược lại thôi, thì xe điện nó sẽ vượt trội hơn những cái chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong rất nhiều. Bởi vì động cơ đốt trong thì chúng ta sẽ cần phải build up, tức là chúng ta cần phải lên vòng tua và chúng ta sẽ có cái moment xoắn nó sẽ tăng dần lên, còn xe điện nó là tức thời. Cho nên là cái gia tốc của một cái chiếc xe điện và cái độ phản hồi của chiếc xe lúc nào cũng sẽ tốt hơn những cái chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong nói chung. Thậm chí là chúng ta chỉ cần đi ở cái chế độ eco, chế độ tiết kiệm thì chúng ta có thể cảm nhận được cái sự lanh lẹ của nó rồi. Cái khác biệt giữa chế độ eco và chế độ sport thể thao ấy, thì theo như mình trải nghiệm nó sẽ chỉ khác biệt ở cái phản hồi chân ga. Tức là các bạn khi mà chuyển qua cái chế độ sport thì cái chân ga phản hồi nó sẽ nhanh nhạy hơn. Chúng ta sẽ cần phải đạp
ít hành trình ga hơn để chiếc xe đạt được cái gia tốc mong muốn. Còn với cái chế độ Eco thì nó sẽ có xu hướng nó tiết kiệm hơn, tức là chân ga chúng ta nó sẽ delay, nó sẽ bị trễ hơn một chút, sẽ phải đạp sâu hơn một chút để tăng tốc. Còn nếu như mà các bạn đã đạp kịch chân ga, các bạn đạp sâu chân ga rồi thì mình cảm thấy là cái khả năng tăng tốc của chiếc VF5 nó sẽ không khác biệt gì giữa hai cái chế độ này cả. Như mình đang trải nghiệm ở trong cái điều kiện đường đô thị thì giữa cái khoảng tốc độ khoảng tầm từ 30-35 km/h để đạt được cái giải tốc độ là 60 km/h nó rất là nhanh. Chúng ta sẽ có một cái cảm giác người nó bị ấn vào ghế, rất là thích. Và thực sự thì nếu như mà các bạn đã từng sử dụng những cái dòng xe sử dụng động cơ đốt trong xe xăng, đặc biệt là những cái dòng xe hạng A, thì thường là động cơ nó sẽ nhỏ và máy nó sẽ yếu. Thì chuyển qua chạy cái chiếc VF5 này, các bạn sẽ ngay lập tức sẽ có một cái cảm giác là thích thú về cái sự phản hồi nhanh nhạy cũng như là cái độ nhanh nhẹn của nó. Cái điểm thứ hai nữa để nói về cái khả năng đi đô thị của VF5 đó là chúng ta có một cái chiếc xe nhỏ gọn và không giống như là E34 hay là VF8 thì nó quá to rồi. E34 thì nó nhỏ nhưng mà nó sẽ có một cảm giác nó cao và nó hơi trông chênh một tí. Thì với VF5 chúng ta sẽ có một chiếc xe cảm giác nó lanh lẹ hơn. Và khi mà chúng ta luồn lách, đặc biệt là ở giờ tan tầm trong những cái thành phố lớn, thì đi một cái chiếc xe hạng A nhỏ như thế này chúng ta sẽ cảm thấy rất là thích. Nó vừa nhanh nhẹn và nó vừa nhỏ. Đôi khi là nó còn tạo ra chúng ta có một cái cảm giác là chúng ta muốn đi theo cái kiểu nó hơi mất dậy một tí. Xe thì dẫn động cầu trước và đó là một cái setup mình nghĩ là hợp lý rồi. Nếu như mà so với cả VF E34 thì mình thấy là VF5 sẽ có một cái cảm giác chạy, thứ nhất là nó chắc chắn hơn. Thêm một cái điều nữa là về cái hệ thống treo của VF5 thì mình cũng sẽ cảm thấy là nó chắc chắn và nó xử lý các cái dao động nó gọn gàng hơn so với cả chiếc E34. E34 thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó sẽ hơi bị trông chênh và nó sẽ hơi lùng bùng một chút. Còn với VF5 thì thực sự chạy rất là chắc, nhưng mà không có nghĩa là nó bị cứng và bị sóc. Chúng ta vẫn sẽ có một cái sự êm ái nhất định. Nó đến từ cả hệ thống treo và một phần nữa như mình đã nói rồi, nó là về cái ghế. Thì ghế nó rất là êm. Nên là khi mà đi ở trong đô thị thì đi qua những cái gờ giảm tốc là một này, những cái ổ gà này, hay là những cái phần gọi là nối cầu nó to, nó lớn, thì chúng ta cũng sẽ không cảm thấy được một cái sự khó chịu đâu. Và nó không để sót lại những cái dao động nhiều vào bên trong khoang xe. Ở đây là một trong những cái điểm mình thấy rất là ấn tượng về hệ thống treo của VF5. Một cái nữa chúng ta phải nhắc đến ở đây đó là tầm nhìn. Tầm nhìn của VF5 mình thấy là tương đối tốt. Thực ra là cái trụ A của chiếc xe này thì thực ra là nó vẫn hơi to một chút xíu. Tức là nếu như mà các bạn đang rẽ hay là các bạn đang ôm vào vòng xuyến thì có thể là sẽ bị mất kha khá một khoảng tầm nhìn ở cái phần trụ A này. Nhưng mà nếu như mà nói về tầm nhìn ở phía trước thì nó khá tốt. Và chúng ta có thể kiểm soát được cái chiếc xe ở trong những cái khoảng không gian nó tương đối là dễ. Nói trên phương diện là nếu như mà chị em sử dụng cái chiếc xe này để đi làm hay là đi sử dụng hàng ngày thì nó là một cái chiếc xe dễ lái, vô lăng cũng rất là nhẹ. Không biết là mình có nói đúng không, nhưng mà theo như mình cảm nhận thì cái vô lăng của VF5 nó cho mình cái cảm giác lái cũng như là những cái cảm nhận từ mặt đường này rồi về từ những cái độ siết của nó tốt hơn so với cả VF8. Mình đã trải nghiệm VF8 thực ra là cũng khá nhiều bởi vì xe của mình đi VF8 mà. Và khi mà mình lái VF5 thì mình thấy là cái phần vô lăng của VF5 có cái mức độ kiểm soát cũng như là cái phản hồi của nó, cái độ siết lực nó biến thiên tốt hơn so với cả VF8. Anh em nào đã đi cả VF5 cả VF8 mà thấy mình nói không đúng thì có thể xác nhận lại, là confirm hay là chỉnh sửa lại những cái thông tin đó ở phía dưới phần comment cho mình nhá. Và đó là những cái gì trải nghiệm của mình có được khi mà chạy cái chiếc xe này ở trong cái điều kiện đường đô thị. Và cái cung đường của mình đi thì cũng không phải là một cái cung đường quá bằng phẳng, nhưng mà VF5 thì nó vẫn sẽ đảm bảo chúng ta được một cái sự dễ chịu rất tốt, rất thoải mái. Đi ở trong đô thị, đường gập ghềnh, mấp mô, đường xấu, ngồi trong xe chúng ta sẽ không bị cảm nhận thấy cái sự khó chịu thốc lên người. Quan trọng nhất là nó không bị thốc lên người chúng ta nhiều. Với những chiếc xe hạng A, một cái mà chúng ta hay gặp phải đó là bị đi qua những cái phần dao động và nó thốc lên người khá nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ di chuyển qua đường cao tốc để xem là cái chiếc xe này thì nó sẽ thể hiện cái khả năng của nó ra làm sao. Thực ra để nói về cung đường mà bọn mình đi ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ chỉ trải nghiệm ở trên đường đại lộ Thăng Long thôi. Bởi vì không đủ thời gian để chúng ta có thể đi được lên cung Hà Nội Hải Phòng. Cái thứ hai nữa là hình như là xe này mới quá, còn chưa kịp dán VETC các bạn. Thế cho nên là không đi qua được trạm thu phí. Mình xin phép sẽ để cái nội dung đấy ở một cái bài test khác, ở một cái video sau này. Đường hai chiều sẽ làm nhiều hơn và kỹ lưỡng hơn
về quãng đường cũng như là khả năng vận hành ở trên những cái cung đường tốc độ cao kiểu 120 km/h. Và tiện đang trên đường đi ra cái khu vực gọi là đường cao tốc Đại lộ Thăng Long thì mình cũng muốn chia sẻ nhanh với các bạn luôn về một số những cái vấn đề xung quanh liên quan đến chiếc VF5, một chiếc xe điện. Thì cái đầu tiên là theo như mà hãng công bố, quãng đường di chuyển được của VF5 nó sẽ rơi vào loanh quanh khoảng 300 cây tùy theo từng điều kiện. Nhưng mà quãng đường của nó rơi vào khoảng loanh quanh, các bạn tưởng tượng khoảng tầm 300 cây. Nếu như mà nói thực tế thì mình cũng chưa dám khẳng định đâu, nhưng mà mình dự đoán là nó sẽ rơi vào khoảng loanh quanh 250 km cho một lần sạc đầy. Cái thứ hai nữa là nếu như mà chúng ta sạc cái chiếc xe này thì nếu như mà các bạn sạc cái chạm sạc xịn ở bên ngoài thì nó tương đối là nhanh, khoảng tầm hơn 30 phút là chúng ta đã có thể đạt được khoảng 70% pin rồi. 70% pin thì chúng ta đi cũng khá rồi đó. Còn nếu như mà các bạn sử dụng sạc ở nhà thì tối đa nó sẽ chỉ sạc được khoảng 6,6 kW thôi cho điện AC một pha. Thì lúc đó thì tất nhiên là thời gian sạc nó sẽ lâu hơn, nhưng mà đó là một cái phương án di động cho chúng ta có thể sử dụng được. Thực ra thì VF5 nó là một cái chiếc xe không phải phục vụ cho cái việc là đi đường trường nhiều, nên mình nghĩ là với một cái con số như vậy mà các bạn đi ở trong đô thị thì chúng ta cũng phải đi được loanh quanh đâu đó khoảng một tuần tùy theo quãng đường các bạn đi. Nếu như mình một ngày đi lại lại nó rơi vào khoảng tầm 30 km thì cũng phải đi được một tuần, đó thì mới phải sạc một lần. Đó là một cái mà mình nghĩ là ổn. Nói về cái công năng sử dụng hàng ngày, chưa gì đã thấy trước mặt có VF5 biển vàng rồi, rất là nhanh, xe vừa mới giao xong. Hiện tại thì mình đang lên đến đường Đại lộ Thăng Long rồi. Và cái đường này thì tối đa nó chỉ cho chạy 100 km/h mà thôi. Thì với cái chiếc VF5 này, nói thật là nếu như mà các bạn chạy ở những cái cung đường loanh quanh khoảng 100 km đổ lại, cái gia tốc của chiếc xe này nó vẫn đảm bảo chúng ta rất tốt. Mình phải nói rất tốt bởi vì các bạn vẫn sẽ có một cái gia tốc từ cái giải tốc độ loanh quanh 80 km/h cho đến 100. Gia tốc rất là tốt và các bạn có thể vượt xe với một cái tâm lý nó cực kỳ là thoải mái. Không có gì là phải lo ngại về việc thiếu chân ga cả. Thực ra thì có một cái vấn đề là nếu như mà chúng ta so giữa hai chiếc xe điện và xe đốt trong thì thường thôi nhá, là ở những cái giải nước hậu cái xe động cơ đốt trong nó sẽ tốt hơn. Bởi vì xe điện thì cái moment xoắn nó sẽ có cái xu hướng là nó sẽ đạt cực đại, sau đấy nó sẽ giảm dần. Còn xe điện thì nó xe xăng thì nó sẽ tăng dần lên. Nhưng mà với 134 mã lực, với một cái chiếc xe nặng 1,3 tấn thì mình cũng khá bất ngờ về cái gia tốc mà nó có thể đảm bảo được ở trên cái chiếc VF5. Bởi vì ở cái giải cái tốc độ loanh quanh 80-90 km/h và các bạn chỉ cần đạp nhẹ ga thôi là xe hoàn toàn có thể đạt được cái mức là 100 km/h. Tất nhiên là nó sẽ không phải ở một cái kiểu là bắn hẳn cái chiếc xe đi như các bạn đang kỳ vọng đâu. Dù gì đây cũng không phải là một cái mức công suất quá ấn tượng. Thế nhưng mà để nói là nó có đạt yêu cầu để chúng ta chạy ở những cái cung đường kiểu như là Đại lộ Thăng Long không thì câu trả lời là có, và thực sự là rất thoải mái. Và cái thứ hai nữa là các bạn sẽ có một cái cảm giác như là cái chiếc VF5, như cái chiếc xe điện, nó có một cái khả năng vượt tốt hơn. Đó là bởi vì cái chiếc xe điện khi mà các bạn đạp ga lên nó chỉ có tiếng vít thôi, chứ nó không có cái tiếng gồng của động cơ hay là rev lên những cái giải tua cao như là những cái chiếc xe đốt trong. Cho nên là nó sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm giác như là cái chiếc xe này nó đang có một cái khả năng tăng tốc nó rất là nhẹ nhàng. Còn nếu như mà chạy động cơ đốt trong thì các bạn sẽ nghe thì cái tiếng động cơ nó rev lên. Và đôi khi là chúng ta không quen nghe những cái âm thanh đó thì sẽ cảm thấy là khó chịu. Mặc dù bản chất động cơ đốt trong thì các bạn sẽ phải rev lên tua cao thì các bạn mới đạt được cái ngưỡng công suất, cái ngưỡng moment xoắn tối ưu để chúng ta có thể vượt xe nó tối ưu được. Đây là một cái điểm cộng, phải nói là điểm cộng của xe điện nếu như mà chúng ta sử dụng nó về cái sự thoải mái, dễ chịu về mặt tinh thần nó sẽ tốt hơn. Còn với điều kiện mình đang chạy ở trên đường Đại lộ Thăng Long thì đường mặt đường nó không phải đẹp đẽ gì. Thì ở giải tốc độ 100 km/h, tiếng lốp là một điều mà chúng ta sẽ không thể nào mà tránh khỏi rồi. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ nghe thấy có tiếng gió. Nếu như mà nói ở trên cái phương diện là đây là một cái chiếc xe các bạn bỏ ra với mức tiền là khoảng hơn 400 triệu để mua nó ấy, thì những cái liên quan đến NVH như thế này thì nó không phải là cái thứ gì điểm trừ để chúng ta phải phàn nàn cả. Bởi vì đây là một chiếc xe chỉ có hơn 400 triệu thôi. Mình phải nhắc lại như thế, cho nên là hoàn toàn là chấp nhận được. Và cái điểm thứ hai nữa là về hệ thống treo khi mà chúng ta chạy ở tốc độ cao thì nó mang lại cho một cái sự chắc chắn và một cái sự ổn định. Như mình đã nói rồi, đây là một cái chiếc xe nặng,
và chúng ta sẽ có thể cảm nhận được cái độ đầm của chiếc xe đấy, đặc biệt là khi mà đi ở trên cao tốc thì có sẽ cảm nhận rõ rệt được hơn về cái độ đầm của chiếc VF5 nếu như mà so với những cái đối thủ khác ở trong cái phân khúc xe hạng A. Không nói xe sang xe điện nhá, mình chỉ nói là trong phân khúc xe hạng A thôi, thì VF5 có một cái cảm giác chạy nó đầm hơn rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là cái vô lăng khi mà chúng ta chạy ở tốc độ cao thì cái độ siết của nó rất là vừa phải, các bạn sẽ không bị cảm giác là cái vô lăng này nó siết một cách rất là giả tay. Thay vào đấy thì cái độ siết nó rất là tự nhiên, nó đủ nặng để chúng ta có cái mức độ kiểm soát tốt ở trên xe, và nó không bị kiểu trợ lực quá đà và giả tay như nhiều những cái dòng xe khác. Mình vẫn giữ quan điểm là lái VF5 có một cái cảm giác vô lăng đối với mình là tốt hơn so với cả VF8. Mình không biết là anh em có cần confirm lại thế nào đấy thì hãy comment ở phía bên dưới nhá. Và đó là những cái chia sẻ của mình với trải nghiệm của chiếc VinFast VF5 ngày hôm nay. Thực ra thì cái điều kiện và thời gian trải nghiệm của mình ngày hôm nay thì thực ra là vẫn chưa đủ đâu. Và cá nhân mình thì mình vẫn muốn là có thêm những cái bài test, ví dụ như là quãng đường thực tế nó đi được ở trong những cái điều kiện đường khác nhau như thế nào, đi đô thị ra làm sao này, đi cao tốc nó ra làm sao. Hai nữa là cái khả năng mà chiếc xe này nó vận hành ở những cái giải tốc độ trên những cái cung đường cao tốc kiểu như là đường Hà Nội Hải Phòng có cái mức giải tốc độ tối đa là 120 km/h, thì cái khả năng vượt, cái sức vượt của chiếc xe này ra làm sao, cái độ ổn định của nó ra làm sao, cũng như là những cái điều kiện đèo dốc thì VF5 nó sẽ thể hiện như thế nào. Có lẽ là trong thời gian tới thì Đường Hai Chiều sẽ cố gắng để có thêm những cái video đó giúp cho các bạn có một cái nhìn nó cụ thể hơn về chiếc VF5 này. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái câu chuyện về vận hành cơ bản, đơn giản thôi. Và mình mong là qua cái video này thì các bạn cũng sẽ có thể hiểu được hơn về một cái chiếc xe điện hạng A cỡ nhỏ với một cái mức giá bán mình nghĩ là cũng rất là cạnh tranh ở trên thị trường bây giờ. Vậy thì các bạn nghĩ thế nào về chiếc VinFast VF5 thì hãy để lại comment ở phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share, như là subscribe Đường Hai Chiều, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào.